Cần Thơ ký sự 065 chào các bạn nha. Hôm nay về quê thì sẵn đây review cho bạn xem chơi cái mạng ở trong quê mình. Nhà mình ngày xưa ở trong quê bạn. Đây, trong quê xài một cái con trong đây thì không có truyền hình cáp. Cáp VTV đồ VTV là không có. Ngày xưa mình xài một cái đường internet rồi nó có cái là My TV bạn, cái kiểu IP set box của VNPT ngày xưa là tháng một đóng một tháng khoảng 88.000 á. Thì một cái TV mà sau này mình cắt các bạn, mình chuyển sang gói khác, mình bỏ cái vụ mà My TV này rồi. Thấy nó phí quá, không có sử dụng nhiều. Này con này lắp năm 2016, tính là 6 năm. Xài nguồn 12V thôi mà. Thì con này mình theo kia mình chấm dứt hợp đồng với cái chỗ cắt máy tivi thì còn dư con này ha. Thì hôm nay bữa nào mà dịp nghiên cứu mình phá này chơi con này, con IP set top box của VNPT. Thì mình nghĩ trên thị trường mấy cái tivi box nó cũng nhiều á, nó có cái chức năng gì đó hay ho. Con này vẫn còn chạy được các bạn, 6 năm mà ha, ghim còn vô đó. Thì con này thì khi mình thuê bao ở chipset Rockcom 72441, khi mình thuê bao thêm một cái gói 88.000 một tháng các bạn. À, đèn này biết đèn gì nữa, ngộ ha, đỏ đỏ. Thì nó sẽ ghim vô, cổng này là cổng này là cổng LAN, ghim vô mạng các bạn, ghim vô cái modem á, modem là cổng số 4 trên con ZTE của mình á. Thì nó khai bọt số 4, bọt cái kiểu grid dành cho My TV. Thì HDMI cổng này cổng giống như cái TV ha. Thì cổng này cổng AV để ghim cái gì không biết ha, ghim âm AV là âm thanh á. Rồi hai cổng USB, hai cổng USB này thì mình nghĩ vừa cắm USB được mà để dành ghim chuột các bạn. Ghim chuột chưa thao tác được ha, thì đi kèm nó có cái bàn phím. Khi mà mình thuê, ngày xưa mình thuê thì nó cấp cho mình một cái gọi là tài khoản thì gì? Mở lên là nhập vô là chạy được mà đi kèm theo cái hợp đồng mà. Sau này mình thấy dịch vụ của VNPT nó khuyến mãi, không biết Viettel hay bên kia sao anh khuyến mãi thêm cái vụ bây giờ nó không sử dụng cái này nữa, mình sử dụng app mà. App để coi trên điện thoại các kiểu gì đó. Mình không quan tâm hay như ai mà không ai, nhưng mà thời buổi bây giờ mà còn sử dụng điện thoại để mà lên mạng coi tivi chứ, YouTube các kiểu, TikTok các kiểu. Thì mình sẽ có dịp ha, mình sẽ dọc phát con này bạn. Trên con này nó không có nút reset, rồi cái nút này nút gì là không rõ này. Chữ cái này chữ S gạch B bon để mình nghiên cứu cái con này coi. Thấy dọc phá mình ghim vô mạng nét rồi mình cấu hình các kiểu mà. Nó đi theo remote ha. Remote của cái con này thì khá nặng rồi ha. Bật tắt rồi cái này thì mình sử dụng cái này thì mình điều khiển remote ha. My TV xài 6 năm, hơn 6 năm rồi đó vẫn còn sử dụng được các bạn. À, chấm dứt hợp đồng rồi mình cũng được cấp vài cái tài khoản của cái My TV của app rồi bạn ha, của bên VNPT cấp cho mình ha, nhưng mà mình không bao giờ sử dụng. Mình hay như giờ mình nói là rồi chả ai mà không mà lên cài một cái My TV trên điện thoại để coi TV trên đây chứ, nó rảnh mà. Còn không biết cái chính sách My TV còn không á, trên những cái box còn không bạn, mình cũng không biết. Đây là cái app đây, con wifi cao đu nha bạn nè bạn ha. Con app test AC Acer 1200, con chính nó mình thì mình đấu ở nhà sau xa ha, mình sẽ kéo dây ra hành lang nhà trước các bạn. Con Acer 1200 mà con này cũng được hai sóng 5G với 2.4 cũng khá ổn mà. Rồi sẵn cho coi chơi ra nhà mình, ba mẹ mình trong quê nè bạn. Đó ha, cái cột ha, cột viễn thông nằm trong sàn nhà luôn các bạn, nên thể mình dọc phá ha. Đây mấy anh BT có coi clip này thì đừng có bắt em ha, trước nhà em anh mở em coi chơi thôi bạn. Đây hộp cáp ha, cáp như kiểu nhà mình cáp quang mấy chục mét, ngày xưa là cáp đồng mà bây giờ lên cáp quang ha. Đó, những cái hộp đường chính vô đây rồi chia những cái bông cho các nhà ở xóm ấy. Đó, bí mật các bạn ha, ông nào mà cao kê mà suốt ngày đêm là mình mở này ra mình chích cái là tắt xong nha. Đùa vậy ha.
đó, cái mình biết chi của mình ha, biết chi hàng xóm nha các bạn, không phá này các bạn, cái này là xâm phạm an ninh quốc gia nha, cái này ở trong nhà mình các bạn. Sẵn nghiên cứu nhiều chuyện về cái bóc tivi các bạn, thì mình lên trang Viettel mình coi ha, có gì cho quảng cáo dùm Viettel các bạn ha. Viettel cái gói, người ta có cái gói đăng ký truyền hình thôi à, cái hình sau đây ha, cũng có cái bóc các bạn, tivi bóc à, nói chung bây giờ là cũng phải sử dụng bóc hết các bạn, dành cho những chất khu nào mình nghĩ những cái khu mà chưa có cáp á. Theo mình thì mình nghĩ xài cáp mạng thì cáp của STV hoặc là VTW cáp các kiểu, bạn xài hình cáp tivi nhà thì nó ổn hơn, có thể là không 50.000 60.000 một tháng, tivi phụ thêm mấy chục k nữa ha, mình điều khiển trực tiếp trên cái tivi cho mấy người già đều coi, chứ còn sử dụng cái bóc này thì nó bạn nào kẹt lắm, như giống như mình nhà mình trong quê mà không có cái cáp chia phải sử dụng cái bóc mà, hoặc là những cái chung cư, những cái khu dân cư mà bên hệ thống truyền hình cáp mà ta không có hợp đồng được với bên khu dân cư, không cho kéo vô, phải sử dụng bóc nhà mạng á, xài này phải có cái mạng riêng, rồi có cái thiết bị riêng, rồi cái remote điều khiển, có điều khiển remote nè, nhất là mấy người trẻ trẻ sử dụng cái bóc này được, chứ còn người có tuổi thì lớp cha mẹ mình thì hạn chế sử dụng lắm, bấm vô mỗi lần bật lên chạy điều khiển các kiểu. Rồi, video kết thúc đây bạn ha, tivi bóc giải pháp truyền hình nè.